Một giờ sáng, con tôi đã tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021, Đây Phật lịch 2565. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 148 kinh 66 Jajatkasuta, sự hiện hữu đầy biến hóa của chúng sanh sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Dạ, và mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo và chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư hoàng giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thủ linh thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 148 66 Jajatkasuta, sự hiện hữu đầy biến hóa của chúng sanh. Dạ, kính bạch thượng tọa giác đẳng, con chưa thấy thượng tọa tự siêu online. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tựa đề của bài kinh ngày hôm nay là những con số, gọi là con số trùng lập, con số 66. Quý vị nghe cũng hơi lạ, nhưng mà ở trong nền đạo học của Đông Phương đó, thỉnh thoảng có những cái chuyện rất là thú vị về sự kết hợp của những con số. Thí dụ như ở tại Trung Hoa có dịch học. Dịch học thì chúng ta nhớ là có tám quẻ như càn, tốn, chấn, ly, khôn, đoài, vân vân. Thì bắt đầu thì âm dương, rồi lưỡng nghi sanh tứ tượng bát quái, rồi bát quái sanh ra 64 quẻ. Chúng ta nhớ trong quẻ dịch luôn luôn là cái này nó kết hợp cái kia thành ra cái đó. Dạ. Yeah. Cái này cái thông kia thì quan trọng, thì nó là cũng là một trường hợp rất là thú vị về những con số kết hợp. Riêng ở trong Phật pháp á, thưa quý vị, thì bài kinh này cũng như là đặc biệt ở trong Thánh pháp á, cuộc sống á, nó là một cái sự tương tác của những kết hợp. Yeah. Thí dụ như là cô B là một con người như vậy, bây giờ lấy chồng là A, thì A cộng với B thì nó không còn là A không còn B nữa, mà A cộng B thì sinh ra C chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta nói rằng một chúng sanh có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, thì căn là cảnh gặp nhau sinh ra thức, nhưng mà rồi ở trong đó nó lại tạo ra muôn ngàn cái biến hóa, và những biến hóa này nó tạo nên là một vùng hiện hữu rất là sinh động, nhưng mà rất là nhiều hệ lụy của chúng sanh trong cuộc đời này. Ở đó thì nó cho chúng ta thấy sự rối rắm
Nhưng mà ở đó thì nó lại cho chúng ta được cái một câu trả lời là tại sao cuộc sống có thể thay đổi và thay đổi bằng cách nào. Thì rất là mong là chúng ta lắng nghe kỹ bài kinh ngày hôm nay, bởi vì bài kinh này không phải chỉ có một cơ sở rất là quan trọng pháp học, mà cũng lại là một cái nền tảng rất quan trọng cho pháp hành. Và chẳng như vậy mà gần như ảnh hưởng toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Chúng tôi có một lần nghe Ngài Shilanda, Ngài nói rằng bài kinh 66 đó là một bài nói về giáo lý tứ đế, mà ở trong cách nói bằng những con số. Đây là một chuyện rất thú vị. Bây giờ thì thưa quý vị, mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó chúng nghe lời giảng giải rộng rãi từ Thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Lãng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Sự hiện hữu đầy biến hóa của chúng sanh. Trung bộ kinh 148, kinh 66, chết chắc các xuất tá. Chết chắc cá có nghĩa là 6 chủ đề. Mỗi chủ đề gồm 6 chi pháp. Đây là pháp thoại được giảng trong huấn thị hàng ngày cho chư tỳ kheo tại kỳ viên Sawatthi. Nội dung kinh này chứa đựng sự tương quan mật thiết giữa giáo lý tứ đế và giáo lý duyên khởi, giữa pháp học và pháp hành, giữa thế giới nội tại và ngoại tại. Chính vì đó, được Đức Thế Tôn xem là tổng quan của giáo pháp. Sáu giác quan là biểu thị của toàn bộ sự sống. Căn, cảnh, thức là sự tập hợp tiên khởi tạo nên động tác dây chuyền từ xúc tới thọ rồi ái. Hiểu được duyên khởi thì hiểu được giáo lý vô ngã và hiểu được khả năng khăng khít của nỗ lực tu tập. Phân đoạn 679, tổng quan giáo pháp. Giáo pháp bao gồm cả hai phương diện lý thuyết và thực hành, đầy đủ cho hành trình giác ngộ từ bước đầu cho đến đích điểm sau cùng. Tất cả được bậc đạo sư truyền dạy với sự tinh xác cả hai phương diện ngôn từ và ý nghĩa. Kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tá Quá Na Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá ông Anna Thabin Đi Cá các cô. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sáu nội xứ cần phải được biết, sáu ngoại xứ cần phải được biết, sáu thức thân cần phải được biết, sáu xúc thân cần phải được biết, sáu thọ thân cần phải được biết, sáu ái thân cần phải được biết. Phân đoạn 680, sự hiện hữu trong cái nhìn toàn diện và sinh động. Sáu giác quan khi được nói tới là sự thể hiện toàn bộ cái gọi là sự sống, nhưng không dừng ở đó mà còn tạo nên tác động dây chuyền. Do điểm này, thế giới trở nên thiên hình vạn trạng. Kinh văn, khi được nói đến, sáu nội xứ cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến, sáu nội xứ cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhất. Khi được nói đến, sáu ngoại xứ cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến, sáu ngoại xứ cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ hai. Khi được nói đến, sáu thức thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức.
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Khi được nói đến, sáu thức thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải được biết. Duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Khi được nói đến, sáu xúc thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. Khi được nói đến, sáu thọ thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến, sáu thọ thân cần phải được biết. Chính do duyên này như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. Khi được nói đến, sáu ái thân cần phải được biết. Do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến, sáu ái thân cần phải được biết. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu. Phân đoạn 6.1. Nếu quan sát từng thành tố, sẽ không tìm ra cái cốt lõi hay ngã. Nếu có thể nhận rõ tất cả chỉ là kết cấu của nhiều hiện tượng và không có hiện tượng nào thật sự nằm trong ý muốn, thì như vậy không nên nói là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Kinh văn: nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng mắt là tự ngã, như vậy không hợp lý, như vậy con mắt là vô ngã. Nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý, sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các sắc là tự ngã, như vậy là không hợp lý, như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. Nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý, sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý, như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý,
sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn sức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Nếu có ai nói rằng tai là tự ngã, nếu có ai nói rằng mũi là tự ngã, nếu có ai nói rằng lưỡi là tự ngã, nếu có ai nói rằng thân là tự ngã, nếu có ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng ý là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. Nếu có ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu ai nói rằng các pháp là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ý thức là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ý xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. Nếu có ai nói thọ là tự ngã, như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng thọ là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi. Do vậy, nếu có ai nói rằng ái là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. Phân đoạn 682, thấy được thực tính vô ngã,
sẽ không còn chấp ngã. Khi thấy được thân kiến ảo tưởng thì sẽ đoạn được chấp thủ về cái ta. Kinh văn: Này các tỷ kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, ai quán các sắc vân vân, ai quán nhãn thức vân vân, ai quán nhãn xúc vân vân, ai quán thọ vân vân, ai quán ái vân vân, ai quán tai vân vân, ai quán mũi vân vân, ai quán lưỡi vân vân, ai quán thân, ai quán tí, ai quán các pháp, ai quán ý thức, ai quán ý xúc, ai quán ái, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nhưng này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ai quán sắc, ai quán nhận thức, ai quán nhận xúc, ai quán thọ, ai quán ái, ai quán tai, ai quán mũi, ai quán lưỡi, ai quán thân, ai quán ý, ai quán các pháp, ai quán các ý thức, ai quán ý xúc, ai quán thọ, ai quán ái, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phân đoạn 683. Phải thấy được môi trường khiến phiền não sanh khởi. Phiền não tham, sân, si sanh khởi từ môi trường hết sức phức tạp mà chỉ có người tu tập mới nhận rõ. Kinh văn: Này các tỷ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ấy, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảnh thọ ấy, vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do không đoạn trừ, chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Này các tỷ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các tỷ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này các tỷ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các tỷ kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Do sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vì ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. Phân đoạn 684. Khả năng can thiệp của nỗ lực tu tập.
Một người có tu tập thật sự sẽ không thấy luôn luôn bị động, mà nhận ra những trọng điểm có thể thay đổi tình thế. Kinh văn: Này các tỷ kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vì ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vì ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh làm cho minh khổ lên, làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. Này các tỷ kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhị thức. Này các tỷ kheo, do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các tỷ kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này các tỷ kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các tỷ kheo, do duyên ý và duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên cảm xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than vang, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà như thật biết được, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các tỷ kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ. Đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. Này các tỷ kheo, do thấy vậy, vị Đa Văn Thánh Đệ Tử yếm ly mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái, vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các hương, yếm ly lưỡi, yếm ly các vị, yếm ly thân, yếm ly các xúc, yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự biết ta đã được giải thoát. Và vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành. Các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo tính thật quan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của 60 tỷ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỷ kheo giác đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Là con pháp đăng cho nên lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, chánh đệ, minh đệ, thượng tọa Đại Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào các bạn cô tu nữ, thân chờ Phật tử. Ở trong bài kinh 66 này đó thì là một cái bài kinh mà chúng ta gọi là
rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật nằm ở trong cái bài kinh này, nên cái bài kinh này dù chúng ta có đọc nhiều lần, chúng ta có nghe, nếu mà chúng ta đã hiểu hết cái bài kinh này qua cái tuệ văn cũng quả thật là rất là hoan hỷ. Thì ở trong cái bài Phật học hôm nay đó, nếu mà chúng ta là một người học về vi diệu pháp đó, thì chúng ta cũng có thể hiểu theo qua cái giáo lý A Tỳ Đàm nói về sắc pháp. Thì ở đây chúng ta thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nói vậy thì chúng ta biết rằng đó là sắc. Nếu một cái người chết đó, thì họ cũng có thân đó, nhưng mà họ cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tâm của họ thì chúng ta biết chết, bị tái sanh rồi. Thì lúc bây giờ chỉ còn là sắc pháp thôi quý vị. Và chúng ta mà hiểu được thêm một khía cạnh nữa đó, thì các cái bậc thánh A-la-hán đó, các ngài cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Các ngài còn sống, nhưng mà các ngài đoạn trừ tham tiền miên, sân tiền miên, vô minh tiền miên, nên các ngài là bậc thánh. Đây là điểm mà chúng ta hiểu về một cái người chết. Họ có cái sắc thân nhưng mà họ cũng có thức nương. Còn có những người có thức nương nhưng mà họ không có phiền não, đó là các bậc thánh. Còn lại thì các bậc thánh hữu học đó cần phải tu tập, còn lại phàm phu chúng ta đó thì cần phải hiểu để tu tập. Như vậy thì chúng ta biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sắc pháp. Tâm là muốn nói đến tâm tục sinh, hay là muốn nói đến tâm, rồi có nhiều thứ tâm như 121 thứ tâm. Chúng ta cần hiểu về vấn đề này. Và chúng ta cần hiểu khi mà chúng ta có ý để ý đó, thì chúng ta thấy đối với 18 tâm vô nhân mà chúng ta học trong giáo lý thập nhị nhân duyên, chúng ta gọi là 32 tâm quả bình nhật. Trong đó thì có 19 tâm quả tục sinh, 8 đại quả, 9 quả đấu đại, 2 thẩm tấn, 1 thẩm tấn bất thiện. Thì như vậy đó là 19 thứ thức này chúng ta gọi là thức đi tục sinh. Nếu mà chúng ta là sanh làm người hoặc là chư thiên xá cõi trời dục giới đó, thì chúng ta tục sinh bằng 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Còn chúng ta sanh vào địa ngục thì chúng ta sanh bằng tâm thẩm tấn, thọ xả quả bất thiện. Địa ngục là quỷ súc sanh. Chúng ta sanh làm người lạc vô nhân thì tâm quả tâm thẩm tấn quả thiện. Chúng ta sanh làm người nó ngẩn ngẩn. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta biết rằng khi sanh làm người đó thì nó sẽ tạo ra các cái giác quan. Mà ở đây từ thọ đó, đó là ta hiểu đó là cái trở lại đó, nó là những cái tâm quả. Ví dụ chúng ta nói rằng do duyên mắt cái sắc thần kinh nhãn, do duyên cảnh sắc là các cái vật mà mắt nhìn thấy. Ví dụ chúng ta thấy mắt đó, thì suốt đời chỉ bắt cảnh sắc mà thôi, không bắt cảnh khác. Như vậy á, thì khi mà mắt bắt cảnh sắc á, thì chúng ta hiểu rằng căn và cảnh đó, căn là cái nhãn căn của chúng ta, cảnh là cảnh sắc mà mắt nhìn thấy. Như vậy á, thì tai, cái lỗ tai chúng ta và cảnh thân chúng ta nghe. Chúng ta mỗi lần chúng ta nghe thì chúng ta tự xác định lỗ tai là sắc thần kinh nhĩ và cái cảnh thân là sắc cảnh thân. Như vậy á, mũi là cái khứu giác của chúng ta, các cái hơi mùi chúng ta ngửi vào, miệng là cái lưỡi chúng ta, hay là các cái sắc thần kinh thì nằm trên lưỡi chúng ta li ti. Chính vị là các vật thực mà chúng ta để vào lưỡi. Và thân chúng ta và cảnh xúc là gì? Xúc chạm vào thân chúng ta là tâm và cảnh pháp. Nói như vậy thì cứ sáu căn sẽ có sáu cảnh. Sáu cảnh thì có sáu thức. Nếu mà cái gì mà sanh lên từ con mắt á, thì mình gọi là nhãn thức. Cái gì mà nó sanh lên từ lỗ tai á, hiểu biết được đó, thì chúng ta gọi là nhĩ thức. Cái gì mà sanh lên từ lỗ mũi mà phân biệt được hơi mùi đó, thì chúng ta biết đó là tỷ thức. Cái gì mà sanh ra từ lưỡi để nhận biết đó, thì chúng ta biết đó là thiệt thức. Và cái gì mà thân chúng ta nhận định được, nhận biết được đó, chúng ta gọi là thân thức. Nếu ngoài cái này á, và những cái cảnh mà chúng ta nhớ lại, ví dụ chúng ta đi chơi ở đâu, chúng ta ngửi cái mùi hương gì ở xứ nào đó, hoặc là chúng ta ăn cái vật thực nào ở xứ nào đó, bây giờ chúng ta nhớ lại thì nó thuộc về cảnh ngũ
gạn lại thì nó gọi là cảnh pháp. Do chúng ta nhớ, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, bây giờ chúng ta nhớ lại cái đó thì nó thuộc về cảnh pháp. Nói như vậy để chúng ta biết rằng thức là cái gì, biết được cảnh. Rồi cái thức đó, nó phải có nhờ cái xúc cái gì, nhờ cái xúc đó, mà xúc chúng ta biết gọi là hành quẩn. Và chúng ta biết thức là thức quẩn rồi. Bây giờ sắc thì là cái sắc thần kinh, và sắc cảnh giới nó thuộc sắc quẩn. Rồi bây giờ xúc nó thuộc về hành quẩn. Bởi vì khi mà nói đến nhãn xúc là do mắt chúng ta, và do cái cảnh sắc, và do cái nhãn thức. Thì nhãn thức lúc nào cũng nương vào con mắt để nhìn thấy cảnh sắc. Trừ khi nào chúng ta mù. Nếu chúng ta mù đó thì còn lại các cái giác quan khác, các cái giác quan khác ngoài con mắt để thấy cảnh sắc. Ví dụ cái người mù thì không có thấy được cảnh. Như vậy thì chúng ta hiểu đó là khi mà xúc sanh khởi nơi con mắt thì chúng ta gọi là nhãn xúc. Do cái căn cảnh, do thức, do căn nó đụng vào cái mắt, gọi là cảnh nó đụng vào con mắt, chúng ta là nhãn căn. Và nhãn thức thì nó ở nơi con mắt để nhìn thấy cảnh sắc. Cái điều này thì chúng ta rất là cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có một tri tư để chúng ta biết rằng mắt chúng ta thì suốt đời nó bắt cảnh sắc. Nên những cái gì mà chúng ta thấy đó, bất luận là thô hay tế, thì trong kinh thường mô tả như vậy. Thô hay tế là gì, cái gì bự hay nhỏ, dù là hạt vi trần mà chúng ta dùng cái kiến hiển vi để chúng ta rọi cho nó lớn ra chúng ta thấy được nó. Dù là vật xa, chúng ta dùng cái kiến viễn vọng để chúng ta cố gom nó lại gần để chúng ta thấy nó, thì cũng đều là cảnh sắc mà dù là thô hay tế mắt thấy được cái cảnh sắc đó. Thì nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng xúc đó là hành quẩn, xúc rồi tới thọ, thọ này chúng ta biết đó là thọ quẩn, thọ quẩn. Như vậy thì khi mà xúc thì nó sẽ sanh ra thọ thưa quý vị. Bởi vì khi mà xúc nó sanh ra thọ, thọ thì nó sẽ sanh ra ái. Đây là nói đến cái người không có yểm ly, không có ly tham, thì thọ này luôn luôn nó duyên cho ái. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật ngày thuyết giảng để tu tập, nên chúng ta hiểu Đức Phật thì trình bày có sáu loại đó, thì sáu xúc nó duyên cho sáu thọ, và sáu thọ duyên cho sáu ái. Nếu mà mắt thì chúng ta gọi là nhãn xúc, thì chúng ta có sắc ái. Rồi lỗ tai chúng ta đó có cảnh thinh thì gọi là thinh ái, nhĩ thọ gọi là thinh ái. Còn lỗ mũi chúng ta đó, đối với cái hơi mùi đó, thì cái lỗ mũi và cái cảnh khí thì chúng ta gọi là khí ái. Còn lưỡi chúng ta đó, nó có cái cảnh vị là vật thực, và khi chúng ta ưa thích đó, thì gọi là vị ái. Thân chúng ta xúc chạm vật cứng lạnh nóng mềm đó, thì chúng ta gọi là xúc ái. Như vậy á, thì thọ, thân thọ thì thân xúc, thân xúc thì như vậy thì sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, cái nghĩa là cái sự xúc chạm mà sanh lên tham luyến. Và con người chúng ta đó thì không bao giờ ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta nhớ thấy rồi chúng ta nhớ lại cái trước đó, nên thường thường mới nói câu là quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại là muốn, Đức Phật thì muốn nói đến những cái gì mà mình tu tập đó thì mình ghi nhận nó, cái gì nó sanh khởi thì mình ghi nhận nó, mình biết hiện tại như vậy. Hiện tại mình nhớ cái gì đó thì mình chánh niệm tỉnh giác, nó là cái quá khứ, là mình đã từng biết nó rồi. Còn vị lai những gì chưa tới, còn hiện tại thì do những cái điều kiện, do mình thấy cái vật này mình nhớ vật kia. Bởi vì tức cảnh sanh tình là như vậy, hương gây mùi nhớ mà trà can vọng tình là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở chỗ Đức Phật ngày nói rằng khi mà chúng ta có mắt thì chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu cái hệ lụy từ mắt, cho đến bao nhiêu cái loài vật chúng ta thấy. Ví dụ như người ta muốn bẫy con chim thì lấy con chim đồng loại của nó để cho nó gái, hoặc là nó nhảy nhót rồi con chim kia nhảy vào đá thì dính vào và bẫy. Hay là chúng ta thấy trong bài kinh mình nói về những con khỉ, nó nhìn thấy cái dầu trai đó sáng sáng, nó đụng tay vào, nó dính vào cái đó và người ta bắt được con khỉ. Hay là chúng ta nghe, chúng ta cũng thấy rằng người ta bỏ cái trái vào một cái giỏ mà cái trái thì bự hơn cái lỗ để lấy ra. Và con khỉ mà khi nó nhìn thấy cái trái
táo hoặc là trái ổi đó, thì nó đút tay vô, nó cố gắng nó nắm cái trái ổi đó, nó không chịu bỏ, và người ta tới người ta bắt nó, rồi nó bỏ ra thì nó rút cái tay ra được, nhưng mà nó không chịu bỏ, nó nắm cái trái ổi đó, nên cái trái ổi nó bự hơn cái lỗ, và cái tay nó nắm trái ổi rồi thì nó cũng không có rút ra được. Thì trong những hình ảnh đó thì Đức Phật ngày thí dụ gọi là ma vương đó, bắt lấy người đó, do cái người đó mắt nó nhìn thấy cảnh sắc, họ bị tham khởi lên. Nói đây thì chúng ta hiểu ma đây là phiền não ma. Phiền não ma là cái loại phiền não mà nó trở ngại sự luân hồi vào đọa xứ, nó không có đưa chúng ta vào con đường giác ngộ giải thoát, nên được gọi là phiền não ma. Và cái sự hình thành ngũ quẩn thì gọi là ngũ quẩn ma. Thì chính cái ngũ quẩn đó, nó có những cái ngũ quẩn hiện tại và nó liên hệ đến tương lai. Thì chúng ta biết rằng từ trong giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì có nói rằng khi một người mà có sáu nội xứ thì sẽ có sáu ngoại xứ. Xúc nó sanh ra thọ, thọ nó duyên cho ái, và ái nó duyên cho thủ, thủ nó duyên cho hữu, hữu nó duyên cho sanh, và sanh duyên cho chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thọ nó duyên cho ái đó, thì thọ là cái quả hiện tại, và cái ái là cái nhân hiện tại. Và khi mà chúng ta có ái thì tất nhiên chúng ta phải có thủ, và chúng ta cũng có hữu, cũng có vô minh. Bởi khi một người có ái đó, thì mình phải tìm được cái đó, phải có cái vật đó. Ví dụ một người nữ, người nam đó, họ do cái phiền não tham ái nên họ muốn có nhau. Khi mà có nhau như vậy đó thì họ phải có người vợ, có người chồng, ta gọi là lập gia đình. Hay là người ta muốn mua một cái bàn, cái ghế gì đó, thì người muốn như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng người ta muốn thì nói theo thiện nghiệp đó, là mình muốn mình có tiền mình đi mua. Còn nếu mà nói theo ác nghiệp đó, người ta muốn người ta đi ăn cướp, người ta muốn người ta đi trộm, người ta muốn người ta đi ăn cắp. Như vậy thì chính cái phiền não nó sanh từ cái mắt thấy của mình, và mình không có thu thúc mắt, nên mình gọi là những cái người gọi là vi phạm pháp luật. Mà cái sự vi phạm pháp luật này đó thì không ngoài cái tâm tham của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy Đức Phật, các bậc thánh, các ngài vẫn có mắt nhưng mà các ngài không có tham, vì các ngài diệt hết cái phiền não. Còn ngược lại, những cái bậc mà không phải thánh đó, thì gọi là còn phiền não. Hễ còn phiền não thì mắt nhìn thấy cảnh sắc đó, thì một là họ phải tu là họ từ bỏ cái lòng tham. Hai là họ bị lòng tham cuốn hút, họ sanh ra trộm cắp. Một là hợp pháp, là họ làm để lấy tiền để họ mua. Hai là phi pháp, là họ tìm cách để kiếm đoạt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy từ cái giáo lý này đó, thì chúng ta cũng thấy khổ đế là chúng ta có cái thân là khổ. Vì chúng ta có cái thân thì quý vị biết rằng ăn uống đón đau bệnh tật. Chúng ta có mắt thì sắc thần kinh nhãn thì chúng ta phải dùng thuốc nhỏ mắt, dùng mắt bị bệnh chúng ta phải trì con mắt nó không có thấy đường, chúng ta phải đeo kiếng. Hoặc là chúng ta có nhiều đứa bé cận thị, nó phải đeo cái kiếng rất là dày, mà nó kiếng thì nó không thấy đường. Thì những cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng khi mà có mắt thì chúng ta có bao nhiêu cái sự phục vụ cho con mắt. Một là những cái loại thuốc để duy trì cho mắt sáng. Chúng ta có lỗ tai, chúng ta phải trị bệnh lỗ tai. Chúng ta phải có bao nhiêu loại thuốc để duy trì cái âm thanh, cái lỗ tai. Nên quý vị thấy hiện giờ cái iPhone đó, người ta cài cái chương trình gọi là âm thanh vừa chừng thôi. Nếu mình mở lớn lên đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lỗ tai chúng ta. Nên cái tự cả cái iPhone nó điều chỉnh cái âm thanh vừa lại, nó vừa lại thôi chứ nó không có cho lớn. Như vậy thì quý vị biết rằng họ, dù là họ có làm cái iPhone đó, họ cũng làm cho có lợi ích như vậy. Vì họ biết rằng một cái người mà họ nghe nhiều như vậy đó, thì âm thanh đó, một thời gian họ bị điếc hoặc bị lạng tai này cái nọ, nên bắt buộc đó họ thấy cái chiều lâu dài, nên họ chế ra những cái app, những cái chương trình, những cái lệnh để cái âm thanh nó vừa chừng như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, đối với chúng sanh á, khi có lỗ tai hoặc là có lỗ mũi thì mình có cái bệnh lỗ mũi. Chúng ta thấy rằng những cái người họ trị tai mũi họng đó, là những lỗ mũi bị viêm viêm son, hay là viêm mãn tính, hay là viêm như thế này thế kia đó, thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Đức Phật ngài nói chúng ta có cái thân khổ, nên gọi là cái khổ ngũ quẩn đó.
là như vậy. Như vậy á, thì cái khổ đế á, là chúng ta có thể hiểu là cái thân này là cái khổ đế à, và cái tập đế á, thì chúng ta hiểu chính là sáu ái thân đó, thọ nó duyên cho ái đó. Ái này chính là tập đế, và chúng ta có đạo đế là chúng ta phải tu tập để đoạn trừ tham, đó là bát chánh đạo. Và chúng ta có diệt đế là niết bàn, ngày nào chúng ta hết phiền não thì chúng ta gọi là phiền não niết bàn, còn lúc nào chúng ta bỏ thân ngũ uẩn thì chúng ta gọi là ngũ uẩn niết bàn. Như vậy á, thì tất cả từ loài người cho đến loài thú cũng như vậy thôi quý vị. Chúng ta cứ nhìn vào con chó, con trâu, con bò, con gà, con vịt, thậm chí đến con dế, con trùng, con bồ hung đó, thì mình phân biệt nó cũng có sắc và danh thôi. Ví dụ như nó có cái thân á, thì nó có thân căn, mà cái gì đụng vào cái thân của nó là cảnh xúc. Và nó có mắt á, thì nó vẫn có thấy cảnh sắc, nên nó thấy đồng loại như con bồ hung. Nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh có mô tả một cái câu chuyện mà chúng tôi chỉ nhớ cái nội dung thôi. Có nghĩa là có một cái vị đó đó muốn thử cái vị vị này. Vị này thì tu cũng đạt được. Nhưng mà vị này, khi mà vị này là nam, cái biến thành người nữ. Mà khi mà vị này biến thành con chim sáo đó, thì cái đối tượng kia đó biến thành chim sáu cái. Vị này biến thành dê đó, thì biến thành dê, dê cái để dụ dê đực. Nếu mà con dê đực đó, mà mình biến thành con người đó, thì nhìn thấy con dê cái không khởi lên tham ái, trừ khi nào mà mình khởi lên cái tham ái, có nghĩa là những người mà họ bị cái bệnh gọi là nặng quá thôi. Chứ còn thường thường những cái loài khác phái đó thì cái khuynh hướng thọ nó duyên cái ái đó, nó khác. Còn cái loại đồng loại đó thì thọ nó duyên cái ái và về. Chính vì điểm đó muốn nói chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta sanh làm người đó thì chúng ta thấy loài người đó dễ phiền não. Nên đó, trong cái bài kinh Pháp Mục Chi đó, Đức Phật Ngài nói rằng ta không thấy một sắc, một thinh, một khí, một vị nào chinh phục lòng người nam bằng sắc, thinh, khí, vị các phái là người nữ. Và ta cũng không thấy loại sắc, thinh, khí, vị nào chinh phục lòng người nữ bằng sắc, thinh, khí, vị, xúc của người nam. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng từ thọ nó duyên cho ái đó, đó là cái sự luân hồi của chúng sanh. Mà thường thường chúng ta biết rằng phiền não hay là thập triền, thập phược hay là kiết sử đó là muốn nói đến những cái sự mà rất là khó tháo gỡ ra. Thì chính chúng ta trầm luân lâu đời rồi đó, nên cái tham ái chúng ta rất là mạnh liệt. Và Đức Phật này thuyết giảng cái bài kinh 66 này để chúng ta biết, nếu mà chúng ta thấy được nhân quả đó, có nghĩa là từ cái xúc duyên cho thọ, từ mắt cảnh sắc là chúng ta hiểu đó là những cái sắc thần kinh thôi, sắc cảnh giới thôi. Nhãn thức thì nương vào đó mà chúng ta gọi là 18 tâm quả vô nhân, đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức đó. Hai tiếp thâu, ba quan sát thì chúng ta gọi là 18 tâm vô nhân. Vô nhân vì nó chưa có sáu nhân. Ví dụ nhân tham á, là sở hữu tham, nhân sân là sở hữu sân, nhân si là sở hữu si, nhân vô tham là sở hữu tham, nhân vô sân là sở hữu vô sân, nhân vô si là sở hữu trí tuệ. Như vậy thì muốn nói đến cái tâm vô nhân là cái tâm này nó chưa có ba nhân bất thiện và ba nhân thiện, nên chúng ta gọi là tâm vô nhân. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài muốn nói đến cái quả hiện tại, rồi nói với cái nhân hiện tại, từ thọ duyên cho ái đó, là chúng ta muốn nói đến tâm tham. Nói đến sở hữu tham hợp với tám năm tham. Nếu mà những cái cảnh tướng á, là tham sanh khởi, còn bất định tướng á, là sân sanh khởi, đối ngại tướng đó là cái sự khó chịu đối với ta đó, thì lúc bấy giờ hai tâm sân sanh khởi. Còn nói đến phi khổ vì lạc thọ, vô minh tùy miên tùy tăng á, là muốn nói đến sở hữu si, hay là chúng ta có hai cái loại tâm si nữa là si hoài nghi và si phóng dật. Thì cái si phóng dật á, để chúng ta biết bị A-la-hán mới diệt trừ được. Si hoài nghi á, phải bị thành tu đầu quần mới diệt trừ được. Như vậy á, thì chúng ta có 12 tâm bất thiện. Nhưng mà 12 tâm bất thiện này đó là phiền não. Và nói đến sở hữu á, thì chúng ta biết 14 sở hữu bất thiện. Ở trong đó có 4 sở hữu bất thiện biến hành. 3 sở hữu tham phần, 4 sở hữu sân phần, 2 sở hữu ôn phần và 1 sở hữu hoài nghi. Như vậy là 14 sở hữu này gọi là 14 sở hữu bất thiện. Như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nói đến chúng ta đó, mà muốn tu tập đó là chúng ta tu tập từ con mắt của chúng ta thôi. Cái người mà chế ngự được hay ít hay nhiều đó cũng là chế ngự con mắt. Ví dụ chế ngự con mắt là gì? Ví dụ mình
mình thấy một cái vật gì mình tham á, bây giờ muốn cái tối thiểu lắm mà đừng có nhìn vật đó nữa, đừng có nhìn vật 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 đó nữa thì cái tâm tham mình sẽ không có. Còn mình cứ nhìn cái vật đó hoài đó thì mình sẽ khởi lên tâm tham. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái siêu thị á, người ta bày ra những cái đồ đó, người ta cho mình vô, nhưng mà khi mình vô rồi đó thì một chút xíu mình phải mua thôi à. Không thể là mình không mua, mình đi vô mình thấy cái vật này vật kia là tự nhiên cái tâm tham mình đó, nó khởi lên. Có nhiều khi quý vị biết người ta cũng ưa nói đó, cái người mà giàu đó họ mua những cái cần thôi, là muốn nói đến khi mình mua cái một cái vật gì đó mình thấy cái vật đó là cần, chứ không phải là mình nghe sale hay là nghe mình thấy thích mình mua, mình thấy cần xài cái vật đó mình mua. Còn nếu mà mình mua với cái tâm tham đó thì mình sẽ vào trong đó, mình sẽ khởi lên cái tâm không có chế ngự được, và không chế ngự được thì mình mua hoài thôi. Mình mua có thể là mua vật này vật kia, mua hoài như vậy, mua cho đến khi hết tiền rồi mình không mua nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng mắt á, nhìn cái cảnh sắc và cái nhãn thọ nó sanh ra sắc ái. Sắc ái là mình nhìn cái vật gì đó, mình muốn cái vật đó. Nên khi mình muốn cái vật đó bằng cách này hay cách kia, muốn cái vật đó bằng cách này cách kia, mình tìm bằng bằng hợp pháp hay phi pháp. Hợp pháp là mình tìm bằng cách mình có tiền để mua, phi pháp là mình trộm. Như vậy á, thì mình hiểu rằng những cái mắt nhìn thấy như vậy đó thì nó có những cái tham tùy miên. Vì cái cảnh tịnh tướng là cái cảnh vừa lòng, còn đối ngại tướng là cái cảnh không vừa lòng. Mình muốn mà không có tiền thì mình bực bội, mình sân hận lên. Có nhiều nhiều khi mình thấy những cái đứa nhỏ mà nó đi với mẹ nó không mua cho nó thì nó cắn mẹ nó, ví dụ như vậy, nó ngắt nghéo mẹ nó như vậy thì nó sân lên, thì nó muốn cái vật đó mà không được. Thì chúng ta hiểu rằng sân tùy miên chế ngự những cái đối tượng này. Còn vô minh tùy miên là chúng ta không hiểu biết. Thường thường tham sân thì chính luôn luôn lúc nào cũng có si, nó làm cội nguồn hết. Hoặc là tham sân mới sanh á, bắt buộc phải có si thôi quý vị, không có thể nào nói theo diệu pháp á, thì tham sân sanh khởi thì không thể nào không có si. Chính là si vô tạm với quý phóng vật là bốn sở hữu bất thiện biến hành á, nó đều có trong 12 tham bất thiện. Nên khi mà mình học á, mình muốn nhớ thì cũng rất là dễ nhớ. Chúng tôi thấy nếu một người mà học cái diệu pháp mà nói dễ nhớ thì cũng rất là dễ nhớ, mình chỉ cần để ý thôi. Một cái người mà có tâm tham sanh lên á, cũng có si vô tạm với quý phóng vật. Bởi vì tham á, là cái người trộm cắp, là phi pháp á, thì nó phải có si, là không biết vô tàm vô quý, là không ghê sợ, không hổ thẹn, là phóng vật, là quên mình làm như vậy rồi mình khi mình tỉnh thức lại, mình tự trách mình tại sao mình lại vô liêm sỉ như vậy, mình lại hành động tội lỗi như vậy, thì chính do phóng vật á, vô tàm vô quý là không ghê sợ, không hổ thẹn tội lỗi, nên cái chúng sanh này đã làm được cái chuyện đó, cái chuyện bất thiện đó. Còn một cái người có tu tập đó thì họ do họ tu tập nên họ tự chế ngự, họ thấy hoặc là thường thường trong cái tàm quý sinh khởi nó có nhiều cái điều kiện lắm quý vị. Ví dụ một người mà họ giàu sang đó thì họ không trộm cắp, hoặc là một người giai cấp cao đó họ không trộm cắp vì họ nghĩ đến giai cấp của mình đó, nên họ không có thể nào trộm cắp cái vật đó, hoặc là nghĩ mình là người tu đó nên cũng không có trộm cắp. Người tu là cái người ta gọi là người cao quý đó, thì cái người cũng không trộm cắp. Nhưng mà khi mà họ không có nghĩ mình là người tu đó thì họ vô tạm vô quý nên họ mới trộm cắp quý vị. Hoặc là cái người mà đẹp trai đẹp gái đó họ cũng không có trộm cắp vì họ nghĩ mình đẹp trai mà đi ăn cắp vậy là vô liêm sỉ lắm. Hoặc là đẹp gái, nên trong cái tàm quý sanh khởi nó có nhiều cái điều kiện. Nhưng mà những cái điều kiện mà chúng tôi nói, ví dụ mình giàu sang, gia đình quý phái, gia đình có truyền thống, mình là người tu hành, mình là người Phật tử, mình tự xưng cái này cái kia đó, thì mình cũng bảo vệ cái hành động tội lỗi mình không làm, thì gọi là tàm quý nó sanh khởi do những cái điều kiện, do những cái điều kiện mình có những cái suy nghĩ như vậy nên quen cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì một cái người mà ta nói người tu quan trọng là vì người tu lúc nào nghĩ rằng mình cũng có giới, không trộm cắp, nên cái người tu cứ nghĩ mình không có giới, không trộm cắp, và mình là người tu là cái người cao quý, người ta lại mình, ví dụ như vậy, thì người nó không trộm cắp được. Còn khi mà trộm cắp thì nó quá tệ rồi, quá tệ rồi. Chính vì điểm đó nên Đức Phật nói rằng do mắt mình thấy cảnh sắc rồi mình khởi lên tâm tham, do tai mình nghe cảnh thinh, nên nhiều khi quý vị thấy, nhiều khi mình nói bộ phim hay đó, nếu mà không có âm thanh đó, mình cũng không thấy hay đâu quý vị. Bởi vì mình coi bằng mắt, nhưng mà mình nghe bằng tai nữa, rồi mình suy nghĩ bằng tâm nữa.
chứ không phải là chỉ bằng mắt không đâu quý vị. Bởi vì chúng ta thấy mắt mình nhìn vào cái cảnh đó, rồi có nhiều khi mình tự mình ngồi mình khóc, tự nhiên mình cười, tự nhiên mình ngồi mình tri tư, mình coi phim như vậy, mình nghe âm thanh như vậy, nhưng mà tâm của mình nó liên tưởng đến những cái gì vui buồn mình đã từng trải qua. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài nói rằng do những cái sự liên quan như vậy đó, nên cái sự liên quan đó chúng ta nhìn thấy được. Chúng ta thấy, chúng ta thử coi, nếu mà chúng ta coi bộ phim đó, chúng ta tắt âm thanh đi, chúng ta sẽ thấy chán lắm. Còn bây giờ nếu mà cái người mà nghe đó, họ nghe âm thanh thôi, nhưng mà nếu mà họ coi phim mà họ chỉ nghe không thì họ cũng chán. Họ nghe họ phải thấy nữa. Thành nó có những cái sự sanh khởi đó, nó liên kết lẫn nhau. Và Đức Phật Ngài mới nói là cõi ngũ dục đó, là vậy đó. Có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm. Họ vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm, vừa xúc chạm. Nên nhiều khi quý vị thấy vô nhà hàng đó, họ bày biện ra, rồi họ mở chút nhạc, họ cho ánh sáng vừa chừng, rồi những cái vật thực đó họ làm màu sắc rất là đẹp, bắt mắt vậy. Mùi thơm rất là thơm, không gian thì rất là mát để mình ngồi vào mình ăn. Chứ còn thường thường quý vị thấy nếu mình ngồi mình ăn nóng nảy quá đó, mình ăn vội ăn vàng đó, thì mình không có thưởng thức được, người ta gọi là thưởng thức. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta ăn thì là miệng thôi, nhưng mà thân chúng ta đó mát mẻ, đó là điều kiện để chúng ta ngồi chúng ta ăn, chúng ta thưởng thức. Cái tham ái chúng ta nó tăng trưởng do những cái điều kiện như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài dạy đó, cái nghĩa là bài kinh 66 này đó, thì chúng ta hiểu rằng 6 căn 6 cảnh đó là sắc pháp, 6 xúc đó là hành quẩn, 6 thọ là thọ quẩn, 6 ái thì chúng ta biết ái là hành quẩn luôn, nó là phúc hành. Và nếu mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta có những sự chế ngự, thì cái đó là những cái tâm thiện dục giới tịnh hảo mà chúng ta gọi là phúc hành. Hoặc là chúng ta có đắc thiền đó, thì chúng ta dùng sơ nhị tâm tứ thiền để chế ngự cái tham đó, thì chúng ta gọi là những cái phúc hành sắc giới. Vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy những cái điều kiện chúng ta tu tập đó, mà chúng ta biết tu, chúng ta chế ngự được. Nên cái người không biết tu gọi là tu mù, thì họ không thể nào biết cái phiền não từ đâu, tội lỗi từ đâu. Tội lỗi nó từ con mắt, không có ngoài con mắt. Nên cái người mà họ sống mà họ chế ngự đó, thì họ không có nhìn cảnh sắc. Những cảnh sắc nào tham ái khởi lên đó, họ nhìn, nhưng mà khi họ thấy cái tâm họ mà có khởi Thưa tòa, pháp đắc khoa kỷ cầm biết rồi, ở trong rung không còn nghe được nữa. Thưa tòa, xin thưa tòa trở lại. Không biết thưa tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu thưa tòa đang nghe được, xin thưa tòa khoan hỷ cầm biết lại, chờ đợi trong giây lát. Có lẽ thưa tòa đang gặp trở ngại. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, vâng. Trong thời gian chờ đợi thì tòa pháp tân trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời thì tòa pháp đăng trong trở ngại lớn nhất của cuộc sống của chúng ta. Đó là mình sau bao nhiêu cái cố gắng nỗ lực thì mình chạm phải một bức tường vô hình, khiến cho chúng ta có một cái cảm giác là mình hoàn toàn không làm gì được, mình bất lực. Thí dụ như là bây giờ người ta hay nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời,
hay là trong cuộc sống mình đã đi, đã sống, đã cố gắng bao nhiêu nhưng mà quẩn đi quẩn lại thì cũng đau khổ. Và lâu ngày nó tạo cho chúng ta một cái nhìn như là cuộc sống nói chung và nội tâm của chúng ta nói riêng đó, là cái gì đó mà mình hoàn toàn không có, không thay đổi được. Dạ, không thay đổi được. Và nếu chúng ta có cảm giác như vậy thì chúng ta nên đọc kỹ bài kinh này. Tại vì sao vậy? Đức Phật kể dạy rằng chúng ta có thể tập nhìn sự việc với một góc nhìn khác, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó có những cái có những cái chỗ mà chúng ta có thể can thiệp, có thể thay đổi cái tình thế, thay đổi cục diện. Ôi, thì tôi đang trở vào rồi, xin cái thính thưa tọa Hoàng Nghị tiếp tục cho bài giảng. Dạ, thính thưa tọa. Dạ, thưa tọa cứ cầm mic đi. Dạ, dạ thính thưa tọa. Dạ, hello. Hello. Dạ, con cảm ơn ngài thượng tọa giúp đỡ. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài muốn giải cái bài kinh này đó, thì như chúng tôi trình bày đó, để mình thấy rằng không có ngã, không có một cái từ ngã nào hết, chỉ có mắt và cảnh sắc. Nếu một người mà chết rồi đó thì họ có mắt nhưng mà họ cũng có cảnh sắc, có nghĩa là chúng ta là cảnh sắc đối với một người chết, nhưng mà họ không có nhãn thức. Nhãn thức ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái tâm quả bình nhật của họ nó không có, có nghĩa là nhãn thức họ không có đương vào nhãn căn. Thì mình gọi là thức không có, một người không có tuổi thọ, không có hơi ấm và không có thức thì mình gọi là cái sắc tân chết. Còn một người gọi là sống là họ có thức nương mà có hơi ấm, có tuổi thọ thì mình gọi là người còn sống. Thì chính vì điểm đó nên chúng ta có mắt, chúng ta tập nhìn, nhìn. Nên thường thường quý vị cũng thấy có những điểm mà mình nghe đó, ví dụ như mình nói, nghe nói một cái người đó đẹp mà ai nhìn thấy lần đầu đó họ cũng bấn loạn hết. Nhưng mà chắc chắn là cái người chồng mà cưới cái cô gái đó về không có bấn loạn đâu quý vị. Mới đầu thì cái tâm sao xuyến mạnh như vậy, nhưng mà nhìn hoài nó cũng bình thường thôi. Nên đó quý vị cũng thấy đó, ví dụ một cái người phụ nữ đẹp đó, người đàn ông đẹp, đẹp trai đi, ví dụ vậy. Thì không thể nào mình nói rằng mình mới nhìn lần đầu mình thương đó, mình không bao giờ nghĩ bỏ đâu quý vị. Nhưng mà thời gian rồi mình sẽ bỏ. Nên hồi nãy chúng tôi có coi một cái chương trình đó, họ nói rằng những cái diễn viên điện ảnh đó hay thay đổi vợ chồng lắm, hay rất là nhiều cái ly dị, thậm chí có một người đó họ ly dị mấy lần á, ly dị tới 5-6 lần, họ thay chồng tới 5-6 lần như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng á, lúc mà họ nhìn cái người đó hấp dẫn đó, họ đến hôn nhân đó là cái nhìn có hấp dẫn. Nhưng mà rồi sau này về, khi mà về làm vợ làm chồng rồi bất hòa với nhau trên tư tưởng, bất hòa trên cái chuyện này chuyện kia đó, thì họ sẵn sàng tìm cách để ly dị, tìm đủ cách để ly dị hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, mắt chúng ta đó nhìn cảnh sắc đó chúng ta thích, nhưng mà rồi chúng ta cũng muốn dung bỏ nó đi. Nên có nhiều khi quý vị thấy có những người mà họ muốn bỏ vợ đó, họ đánh vợ, họ hành hạ vợ te tua luôn vậy đó. Thành họ cũng không còn thương dễ cái gì. Hoặc là những cái người mà họ có con, họ sanh ra đứa con thương yêu nhưng mà thời gian họ có thể quan đứa con không nữa. Thì chúng ta thì mắt chúng ta đó, nhìn cảnh sắc lúc mà chúng ta nhìn nó cũng lâu dài cũng thay đổi, chứ không phải là nó bền bỉ hoài đâu quý vị. Nó không có một cái từ ngã trong đó, nó chỉ là những cái phúc hành, phi phúc hành. Nếu mà mình có cái tâm nhìn, nhìn mà có cái trí tuệ đó thì mình thấy mắt nhìn thấy cảnh sắc là như vậy. Chế ngữ là mình không khởi lên tham ái, mình không bực bội, không có nhìn mà không có bị vô minh. Còn cái người đời đó, họ không có tu tập đó thì họ nhìn một là tham, hai là sân, ba là si, như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta nhìn đó, là chúng ta biết cái sự tu tập của chúng ta đó. Nên thường thường trong cái bài kinh và Đức Phật ngày bài kinh song tầm đó, một cái tư tưởng bất thiện khởi lên đó, mình dùng cái tư tưởng thiện để mình đánh cái tư tưởng bất thiện ra khỏi cái tâm mình, gọi là ly dục tầm. Còn mình gặp cái gì bực bội khó chịu đó, mình bị sân tầm á, thì mình gọi là vô sân tầm. Mình nhớ đến những cái gì tốt đẹp để tự nhiên cái tâm mình nó không sân. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng mắt tai mũi lưỡi chúng ta đó
nó không phải là tự ngã, nó không có một cái linh hồn gì trong đó. À, nếu mình nói rằng cái thân của mình có cái gì linh hồn cũng có, à, cũng không có gì. Nếu mình bị hư cái thần kinh nhãn thì mình gọi là mù mắt, mình hư cái thần kinh nhĩ mình gọi là bị điếc. À, hoặc là bây giờ quý vị thấy có những người bị COVID đó, họ hết bệnh COVID rồi họ không có cái khứu giác, họ không ngửi được cái vị giác, họ không liếm được, không có nếm được. À, không nếm được do họ bị COVID, và cái chứng bệnh COVID làm cho cái hệ thần kinh lỗ mũi của họ và cái lưỡi của họ nó không có phân biệt được khứu giác hoặc là vị giác. Nhưng mà họ không phải là họ hoàn toàn là không có. Có một lúc nào đó cái sắc thần kinh này đó nó đầy đủ những cái điều kiện, và cái tâm tỷ thức nó nương vào cái lỗ mũi thì chúng ta ngửi lại được. À, thì chúng ta cũng thử hỏi coi, nếu mà nói rằng tôi ngửi, thì bây giờ mình những cái người họ không ngửi được đó thì cái tôi nó đi đâu? À, không có cái tôi trong đó, nó có những cái điều kiện, vẫn có tâm thiệt thức, vẫn có cái cảnh khí là hơi mùi, mà lúc bây giờ cái khứu giác chúng ta nó không có bắt được cái hơi mùi, thì cái biết của cái thức của cái tỷ thức đó, nó không có. À, thì chúng ta nghĩ cái biết nó đi đâu, nó ở đâu, nó không có cái gì, nó không có, là những cái điều kiện thôi. Một lúc nào cái sắc pháp, sắc thần kinh thiệt, cái lỗ mũi chúng ta nó hoàn bị, có nghĩa là mình gọi là không có bệnh đó. Nên khi mình bị như vậy, người ta những nhà khoa học gọi là mình bị bệnh lỗ mũi, bị khứu giác. Như vậy thì cái lưỡi cũng vậy quý vị. Hiện giờ những người họ bị COVID đó, họ hết COVID rồi thì họ nếm vật thực đó, họ cũng nếm được, họ không phân biệt được mặn lạc. Thì cái thiệt thức của họ đi đâu? Họ cũng vẫn có cảnh vị, họ vẫn có cái lưỡi như vậy, nhưng mà cái lưỡi của họ không có nếm được cảnh vị thì người ta gọi là cái lưỡi bị bệnh. À, là cái sắc thần kinh thiệt đó, nó chưa có được hoàn hảo, có một phần nào đó nó còn khuyết, nó còn bị rắc rối, mình gọi là nó chưa có thông, nó chưa có hoàn chỉnh. À, còn khi mà cái tâm thiệt thức nó vẫn có ở đó, chứ lúc mà cái sắc thần kinh thiệt nó bị trở ngại do cái bệnh COVID đó, thì không phải là tâm thiệt thức nó mất quý vị, nhưng mà nó cũng không phải là có ở đó. Do cái này nó có nên cái kia có quý vị, cái này có nên cái kia có, nên nó mới nói rằng cái lưỡi nếm là tôi không đúng, mà cái tâm thiệt thức là tôi cũng không đúng, và cái sắc pháp của chúng ta cảnh bị là tôi của tôi chúng ta cũng không đúng, đúng quý vị. Nên quý vị có thấy nhiều khi chúng tôi có lúc đó chúng tôi gặp cái trái mà đỏ đỏ đó quý vị, cái trái đó mà mình ăn vô trong cái miệng của mình đó. À, cái trái đó mình ăn vô cái miệng của mình rồi đó, thì mình ăn cái gì cũng ngọt hết quý vị, mình ăn ớt cũng ngọt nữa. À, nó làm cho cái vị giác của mình nó không còn phân biệt được cay và này kia nọ, không còn phân biệt được mặn nữa, mà chỉ là mình ăn vô rồi cái chất mủ nó dính vào cái lưỡi của mình đó, mình ăn cái gì cũng ngọt hết. À, ăn ớt cũng vẫn ngọt như thường. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái điều kiện vật chất, cái trái nó cũng là vật chất, nó cũng là sắc pháp, cái lưỡi chúng ta cũng là vật pháp, sắc pháp, nhưng mà nó làm cho cái thần kinh thiệt của chúng ta đó. Nên thường thường quý vị thấy thuốc tê đó, nó cũng là từ những cái loại thảo dược, từ những cái cây cối rồi họ chiết xuất ra, họ lấy ra, họ làm cái thuốc tê. Có nghĩa là lưỡi chúng ta tê, hoặc là cái thịt chúng ta tê, chúng ta không cảm giác. Nhưng mà nó không phải là cái thọ là tôi, không phải là tôi. Những cái điều kiện có thì chúng ta thấy cái thọ khổ là nó đau đớn, hoặc là nó có cái thọ hỷ là vui mừng, hoặc là có cái thọ lạc là dễ chịu. Nhưng mà rồi cái thọ nó cũng là vô thường, nó cũng có cái gì là tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng mà nó có những cái điều kiện, đầy đủ những cái điều kiện. Nó có thân căn tốt, nó có cảnh xúc tốt, nó có thân thức nương. Chứ còn một cái người mà họ đẹp trai đẹp gái họ chết đó, thì họ cũng còn cái thân căn họ đẹp vậy. Họ vẫn có cảnh xúc là người khác đụng vào họ, nhưng mà cái tâm thân thức nó không có. Thì lúc bây giờ chúng ta tìm ở đâu, tìm cái cảm thọ đó ở đâu? Nếu mình nói rằng nơi thân cũng không đúng, nơi cái đối tượng cũng không đúng, mà nơi cái thức cũng không đúng. Bởi vì có điều kiện đầy đủ ba cái điều kiện này, mình gọi là xúc thì nó có cái cảm thọ, nó gọi là thân thọ. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta mới thấy rằng cái bài kinh mà Đức Phật này nói là vô ngã đó. Vì chúng ta nghĩ cái ngã nên chúng ta không có thấy được cái chánh pháp. Còn khi mà chúng ta thấy cái thân là vô ngã đó thì chúng ta hiểu đúng pháp,
thấy được sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Bởi vì sáu ngoại xứ, sáu nội xứ là thấy mắt là mắt, là mắt chỉ là mắt thôi. Tai, mũi, miệng, thân, tâm chỉ là vậy thôi. Còn cảnh sắc là bên ngoài, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp là bên ngoài như vậy. Bởi vì cảnh ngũ mình thấy nghe ngửi nếm đụng, bây giờ nó gợn lại là gọi là cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cảnh bên ngoài cũng là cảnh bên ngoài thôi. Rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Rồi nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc chỉ là xúc thôi. Khi xúc nó sẽ có nhãn thọ, nhĩ thọ. Rồi khi có ái, sắc ái, thinh ái, hương ái, khi ái, vị ái, xúc ái. Nhưng mà ái này mình cũng nói nó cũng không phải là trường tồn. Vì các bậc thánh diệt trừ phiền não rồi thì không có ái, không có sân hận, không có si mê. Khi mà nói rằng còn phiền não là nói đến cái người đó chưa trừ được cái ái trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, nên gọi là còn phiền não. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì cái sự tu tập đó là cái sự nỗ lực của chúng ta. Nên Đức Phật nói rằng một chánh pháp mà khéo thuyết đó, mấy người lười biếng sẽ bị ăn năn hối hận. Bởi vì một cái chánh pháp khéo thuyết là gì? Đức Phật thuyết như vậy mà không chịu hành. Nên cái người này sẽ ăn năn hối hận. Một cái tà pháp dụng thuyết mà người đó siêng năng đó, chỉ khổ lụy thôi. Cũng như một cái người mà họ tu tập sai đó, thì họ có tu tập cách mấy đi, họ cũng chỉ là mệt mỏi thôi, chứ không có đạt được cái gì hết. Bởi vì Đức Phật này mới nói rằng một cái chánh pháp thiện thiết đó là cho mình thấy rõ ràng chánh pháp diễn tiến như vậy. Mình nỗ lực mình tu tập đó thì mình sẽ giảm bớt tham từ từ. Đó là cái người tinh tấn, nỗ lực nó có kết quả. Còn nếu một cái người mà họ cũng tu tập nhưng mà họ không biết mắt tai mũi lưỡi, họ cầu khẩn người này, người cầu khẩn người kia đó, thì cũng không phải vì cầu khẩn mà họ bớt phiền não tham sân si, không có quý vị. Giống như bây giờ quý vị mà đem cây chuối mà đem trồng dưới đất rồi quý vị có lại không lại thì cây chuối cũng lớn từ từ. Còn một người mà không trồng cây chuối rồi có lại đó, không phải vì lại mà cây chuối nó mọc lên không quý vị. Thì Đức Phật ngài muốn nói đến những người hành sai đó cũng giống như vậy. Nên trong cái bài kinh mình cái người lấy cát đó, ép thành dầu cũng không giờ, có cầu nguyện cũng chỉ lát thôi, đổ nước vô cũng chỉ ra cát thôi chứ cũng không thể là lại dầu được. Hay là một cái người mà họ lấy cái hộp dầu đó họ nấu rồi họ ép xuống, họ có cầu nguyện cũng thành dầu mà không có cầu nguyện thành dầu, tại vì cái phương pháp làm dầu đúng cái phương pháp rồi. Thì Đức Phật ngài cũng bài kinh 66 đó ta hiểu nó là những cái nội xứ ngoại xứ, nó là những cái xúc, những cái thọ, rồi những cái ái. Bởi vậy nó cũng chỉ là ngũ quẩn thôi. Và ngũ quẩn đó ở trên thân của chúng ta, vì chúng ta chấp cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nên mình gọi là thân kiến. Mình thấy sai về cái thân của mình không thấy cái thân này do nghiệp, ví dụ do cái nghiệp, do cái ác nghiệp đời trước mình sanh ra mình bị mù mắt hoặc là bị điếc, bị câm ngọng, bị gù lưng, bị què quặt, mình không hiểu được cái đó là cái ác nghiệp. Còn khi mình có cái thiện nghiệp đó, mình sanh làm người đầy đủ, và khi cái đầy đủ đó mình tự hào, tự cao, tự đại. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta hiểu rõ ràng đó thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói rằng người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến đó, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc kiên triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thành chủ, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đạo. Những hạnh phúc thần gian lạc cõi trời, tất cả quả lành này công đức đã tạo. Hoặc là bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật, hoặc độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Như vậy là do cái công đức mình tạo, những cái công đức đó cho mình có màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, ai nhìn mình cũng dễ thương dễ mến, đó cũng là cái công đức của mình. Và những cái công đức đó, do mình hành trì đời trước, do mình có mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, mình bố thí cho những vị sa môn bà la môn, do mình có tai mình biết nghe pháp để mình sửa đổi những cái tà kiến, những cái hư hỏng ở trong tâm của mình, những cái sai lầm tội lỗi của mình, mình có mũi, có mũi, có miệng, có thân, có tâm đó, để mình biết suy nghĩ thiện ác. Chính vì như vậy nên mình mới bỏ ác làm lành, mình mới thực hành cái thiện nghiệp được. Như vậy thì trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật này nói rằng những cái người họ có chế ngự đó thì họ có ly tham, mà khi mà họ không có chế ngự được đó thì họ cũng thể nào ly tham được. Nên đó, khi mà một người mà nhận tự ngã là tôi là của tôi đó, thì người đó gọi là có ái thân, có cái thân kiến,
không có thấy được sự thật, do cái ngũ uẩn tác thành, do cái phiền não mà luân hồi, chứ không có phải một thần đế, một thần đế thượng linh, thần linh thượng đế nào, hoặc là do, thậm chí cũng nó không, cũng không phải do cha mẹ của mình nữa. Vì mình còn cái sự luân hồi nên mình mới sanh ra thôi, chứ còn nếu mình hết luân hồi thì mình đâu có sanh nữa. Thì khi mình còn luân hồi thì mình sanh vô gia đình này qua gia đình khác thôi, sanh vô chỗ này chỗ kia, châu chó bò gà vịt đó, mình phải sanh vô nọ sanh tai sanh tập sanh quá sanh thôi. Như vậy thì mình nhìn thấy đó, cái sự hiện hữu của chúng sanh đó, nó không ngoài cái nghiệp luân hồi, không ngoài cái quả luân hồi, không ngoài cái phiền não luân hồi, mà còn cái hiện hữu trong giáo lý thập nhị duyên đó. Thì quý vị biết vô minh và hành đó, vô minh và hành là nhân quá khứ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại, ái thọ rồi sanh lão tử, sanh lão bệnh tử là cái quả hiện tại, ái thủ hữu vô minh và hành là cái nhân hiện tại. Như vậy thì cái phiền não luân hồi là ái thủ và vô minh, nghiệp luân hồi là hữu và hành, còn lại là quả luân hồi. Như vậy thì chúng ta hiểu cái mắt của chúng ta đó có đó, mà mình trừ được phiền não đó thì mình gọi là phiền não niết bàn thôi. Nhưng mà cái ngũ uẩn vẫn còn, cho đến lúc nào mình từ bỏ cái sắc uẩn, thọ uẩn, uẩn hành uẩn thì chúng ta gọi là ngũ uẩn niết bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta có mắt, có cảnh sắc á, thì mình thấy vô ngã đó, thì mình thấy đúng theo lời của Bậc Thánh. Mình thấy có ngã là mình thấy theo cái thân kiến, theo cái tà kiến, theo cái biên kiến. Như vậy thì nó không có phù hợp. Và những cái người mà họ thấy bằng tà kiến đó, thì cái tác nào họ cũng làm được hết. Bởi Đức Phật nói cái bận nhơ đó, bận nhơ nhất đó là cái tà kiến. Một người có tà kiến họ làm bao nhiêu cái chuyện ác, bất cứ chuyện ác nào họ cũng có thể làm được, bởi vì họ có tà kiến. Bởi vì Đức Phật này nói rằng một cái người mà họ đắc đạo quả Tu Đà Hoàn đó, họ diệt được bốn tâm tham hợp tà, chính là cái tà kiến này nè quý vị, cái tà kiến ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn. Vì họ nghĩ cái thân của họ nên mắt tai mũi lưỡi họ, họ chiếm hữu, họ muốn cho có, nên họ dùng bao nhiêu cái ác tâm của họ, bao nhiêu cái uy quyền thế lực họ có. Một cái người mà khi họ có uy quyền thế lực thì họ dùng uy quyền thế lực, họ có tài sản thì họ dùng tài sản để bằng cách này cách kia để họ chiếm đoạt được cho vừa ý họ. Nên họ tà kiến, họ không có nghĩ đến luân hồi, không có nghĩ đến quả báo, nên những cái việc ác gì những cái người đó họ cũng làm được hết. Nhưng mà Bậc Thánh Tu Đà Hoàn thì không có thể nào làm được cái việc mà giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán hoặc chia rẽ tăng, tại vì các ngài đã diệt trừ tà kiến. Và tà kiến không còn đó thì không vì danh vì lợi gì đó mà ngài làm những cái việc ác quý vị. Như vậy thì Bậc Thánh và phàm phu đó khác nhau ở chỗ là phàm phu thì còn phiền não, Bậc Thánh thì không còn phiền não. Nên cái Bậc Thánh không có lầm lỗi, không có tội lỗi. Và Bậc Thánh thì thuyết giảng cái con đường chánh pháp là cái bài kinh sáu sáu này. Như vậy đó là sáu đầu tiên mà được nói đến là sáu nội xứ là mắt, là sáu ngoại xứ là nói đến cảnh sắc, rồi thì sáu xúc đó, bởi vì căn cảnh phải có xúc, xúc mà duyên cho nhãn thức đó, mà chúng ta gọi là thức, nhãn thức, nhĩ thức. Thức thì chúng ta thấy xúc thì có thọ, thọ thì có ái. Thì xúc này thì chúng ta hiểu là hành quẩn, ái này chúng ta hiểu là phi phúc hành, nó cũng là hành nhưng mà nó phi phúc hành. Như vậy thì Đức Phật để thuyết giảng để từ bỏ những ác pháp, chính cái bài kinh 66 này đó, thuyết giảng để từ bỏ những cái ác bất thiện, những cái tội lỗi của chúng sanh trong cuộc đời này. Và nếu ai mà hiểu được như vậy đó sẽ từ từ bỏ được cái tội lỗi, từ từ suy gẫm được những cái tội lỗi từ mắt tai mũi lưỡi thân tâm của chúng ta mà có, chứ không ngoài vấn đề đó. Hoàn thiện cũng hoàn thiện mắt tai mũi lưỡi thân tâm, muốn cho nó tốt đẹp cũng mình cũng phải chế ngự mắt tai mũi lưỡi. Còn sự chế ngự ít nhiều đó là cái sự nỗ lực hành trì của mỗi người. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy cái sự tuệ tri đó là cái sự biết, biết như chân như thật về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Và khi hiểu được như vậy đó thì từng tự tu tập chánh niệm tỉnh giác để ghi nhận được các pháp sanh khởi, những cái giai đoạn sanh khởi trong mắt tai mũi miệng thân tâm, để chế ngự tham tùy miên, sân tùy miên, vô minh tùy miên, để đoạn trừ phiền não. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bà pháp hôm nay thì thật sự là rất là đặc biệt, và cái ý nghĩa thì rất là sâu sắc. Con xin trình bày với mấy như là trình bày
phước nào phát sanh được kính dâng lên chư Tôn Đức Tăng, chia đến với bà với cô phụ nữ cùng quý vị hồi đến chư thiên, hồi hướng đến các bậc hữu ân. Bây giờ thì con xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều vào phần thuyết giảng còn kém khuyết để chư Tăng thảo luận. Sau những cái chuyện thì tôi phát đặt với pháp thoại vừa rồi, bất có ở trước máy và thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi tự siêu nghe được xin thỉnh thì tôi có nghĩ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bất thì tôi tự siêu ở trong cái sự tu học của người Phật tử thì có cái khuynh hướng là nghiêng về pháp học hay là nghiêng về pháp hành. Những vị mà nghiêng về pháp học thì đôi khi cảm thấy rằng pháp hành thì không có không có đầy đủ về chi tiết để mà mình thực tập, và vì chuyên pháp hành đôi khi thấy pháp học nó quá nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đọc về kinh 66 này đó, thì không biết thì tỏ có cảm nhận rằng để áp dụng những gì mà Đức Phật dạy ở đây đó, thì phải chăng là cần cả hai phương diện pháp học và pháp hành kết hợp chặt chẽ, có phải như vậy không? Xin cái thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thầy Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Tam Bảo, chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tần cùng chư Tôn Đức có mặt ở trong rừng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc qua cái bài kinh 66 này thì chúng ta sẽ thấy rằng giữa pháp học và pháp hành nó đi song song với nhau. Và đọc qua bài kinh này chúng ta thấy được không phải pháp học là nó mênh mông, mà cũng không thể nói rằng chỉ nên thực hành, không cần phải nghe, phải biết, phải học. Bởi vì nếu như mà mình không có đọc cái bài kinh này, mình không có biết được phải tu tập cái gì và bắt đầu từ đâu, và cái lý do tại sao phải thực hành đến cái mức như vậy, thì ở đây cái bài kinh này những vấn đề rất là rõ. Và đối với những vị đi pháp hành đó, các vị mà hướng dẫn thiền, thiền quán cho các vị hành giả, các vị cũng phải nói từ cái điểm này mà ra. Ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được, đó là cái đời sống này nó là một sự hiện hữu, và nổi bật tức là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Rồi sáu thức
do duyên nội xứ ngoại xứ mà nó phát sinh. Rồi từ cái căn cảnh và thức đó, hiệp hội gọi là sáu xúc, và do duyên nhãn xúc hoặc dĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc đó, nó phát sinh lên thọ, xúc duyên cho thọ, thọ mới duyên cho ái. Thì như vậy cứ mỗi một khía cạnh thì ngày trình bày vì sáu, như là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta nhớ như vậy, tức là nhớ về kinh sáu sáu rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ tới đây thôi thì chưa đủ. Là bởi vì sao vậy? Khi chúng ta nhớ được như vậy rồi, chúng ta mới bắt đầu tùy quán. Tùy quán vô thường, khổ, vô ngã. Và trong cái tùy quán đó thì chúng ta biết rằng là sáu độ xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là do bốn đại hiệp thành. Nó do vật thực, do thức ăn nuôi dưỡng, rồi do ái, do nghiệp mà nó phát sinh nữa. Nó do duyên mà sinh ra, cho nên nó bị vô thường. Rồi ý, ý xứ cũng vậy. Ý xứ ở đây tức là danh pháp mà nó phát sanh lên, nó cũng do duyên trợ tạo mà nó phát sanh. Thì như vậy sáu nội xứ này, cái đặc tính của nó là vô thường. Cái gì vô thường, cái này là khổ. Cái gì vô thường, khổ. Không theo một cái sự sắp xếp của một quyền năng, cho nên không thể nói rằng mắt là của ta, tai là của ta, được vô tức. Rồi đến sáu nội ngoại xứ, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó cũng là do duyên trợ tạo mà có. Thì sắc thinh khí vị xúc pháp đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã gì. Rồi thức mà phát sanh lên do duyên xúc, do duyên nội xứ và ngoại xứ. Thí dụ như là do mắt, do cảnh sắc. Thì vậy hễ mắt, cảnh sắc, vân vân, nó là vô thường. Thì như vậy thức cũng là vô thường, bởi vì nó được tạo ra từ nơi duyên đó. Rồi như vậy càng lúc thì chúng ta càng cảm thấy rằng là chính vì do cái này có mặt nên cái kia mới có mặt. Và hết cái này vô thường thì cái kia là vô thường, khổ là vô ngã. Rồi chúng ta lại xem tiếp. Nếu như gặp cảnh tốt thì phát sanh lên ái, thì cái đó là ái tùy biên, nó sanh sanh khởi, nó lớn mạnh. Nếu gặp cảnh xấu không có quan hỷ, bất mãn, phiền toái, thì cái sanh tùy biên nó sanh khởi. Rồi nếu như
mà gặp thọ đó, mà thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả, không nhận thức được cái bản chất vô thường của vô ngã, như vậy là vô minh tùy biên nó sẽ khởi. Như vậy thì chính do không có sự tu tập, cho nên cả một chuỗi dài nó chỉ là làm cho tham sân si, ái tùy biên, sân tùy biên và vô minh tùy biên, gọi là tham sân si, nó phát triển, nó lớn mạnh lên thôi. Thì người mà còn tham sân si như vậy thì không thể có cái sự kiện là người đó có thể giải thoát đoạn trừ khổ đau được. Trong khi đó, nếu mà quán thấy từ cái nhãn thức, thấy con mắt là vô thường khổ vô ngã, cảnh sắc là vô thường khổ vô ngã, rồi nhãn thức là vô thường khổ vô ngã, nhãn xúc là vô thường khổ vô ngã, nhãn thọ là vô ngã, thì khi mà cảnh sắc tốt thì không để cho, vì thấy được cái vô thường của vô ngã, cho nên tham tùy biên không sinh khởi. Nếu gặp cảnh xấu thì dù cho thọ khổ có sinh khởi, nhưng mà vì đó biết cách để chặn được, bởi vì thấy vô thường khổ vô ngã, cho nên sân tùy biên không có sinh khởi. Và nếu như là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả đó, thì vô minh tùy biên không sinh khởi. Thì người mà do thấy được vô thường khổ vô ngã và tham sân si, tham tùy biên, sân tùy biên và vô minh tùy biên không có sinh khởi, thì người đó có thể đạt đến cái sự giải thoát ngay trong hiện tại này. Cái sự kiện này có thể xảy ra. Và như vậy đối với một vị mà tu tập sau khi biết rõ cái đặc tính, đặc tướng vô thường khổ vô ngã của nội xứ, ngoại xứ, của thức thân, của xúc thân, của thọ thân và của ái, vị đó biết rõ, thấy rõ như vậy nên nhàm chán Nibbida, do sự yểm ly nhàm chán đó, yểm ố, yểm ố tuệ, do sự viễn ly, do sự nhàm chán đó mới là ly tham, gưa ra gác, là không có bị nhiễm. Vậy có cái sự vô tham, cho nên do sự ly tham trên tâm được giải thoát. Đến lúc đó, vị này đạt được quả vị A-la-hán. Trong cái sự giải thoát biết rõ sanh đã tận, phận hành đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì như vậy là vị đó đã đạt được cái sự giải thoát. Cái biểu đồ tu tập đó là như vậy, tu tập thiền quán là như vậy. Nhưng mà muốn hành cái đó, đó là mình phải nghe, phải học thế nào là nội xứ, thế nào là ngoại xứ, thế nào là thức thân, thế nào là sáu xúc thân, thọ thân, vân vân. Phải học cái đó thì chúng ta mới biết được. Thì do vậy cho nên khi mà đọc cái bài kinh này đó, chúng ta thấy rõ nếu muốn hành cái pháp để giải thoát đó, thì phải học, học cho hiểu rồi mới hành. Còn khi mà mình học miên man, mình học hết cái này đến cái khác, nhưng mà mình không có ứng dụng, không biết cách ứng dụng, thì như vậy mình thấy pháp học nó đi xa với pháp hành là phải rồi đối với người đó.
thấy như vậy là phải. Bởi vì họ nghĩ rằng học có tức là phải ngồi vào bàn rồi chăm chú nghe giảng rồi viết ghi chú như vậy thôi, rồi trở về cái trú xứ của mình thì vẫn mắt thấy cảnh sắc, khởi lên nhãn thức, rồi nhãn xúc, nhãn thọ, rồi ái thì sinh khởi, chấp là ta, là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Thì cứ như vậy là cho nên mới thấy rằng pháp học nó không có, nó có lợi ích cho cái việc giải thoát, rồi mình nghĩ theo pháp hành. Nhưng mà tu mà không học là tu mù. Nhưng mà nếu như hành mà không có học đó, nếu mà tu mà không có học đó, hành tu mù. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta học mà chúng ta không có hành thì chúng ta cũng giống như là một cái kệ sách thôi, nó không có lợi ích gì hết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng giữa pháp học và pháp hành, cả hai đều là những cái điều kiện cần thiết cho một người mưu cầu giải thoát. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng vị Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa cái trình thượng tọa thủy siêu, thượng tọa Tân, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân đang có ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ được trả lời câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, thượng tọa Tân, khi mà chúng ta đọc vào bài kinh này thì chúng ta thấy rằng có ba cái hiện tượng đều được đề cập đến. Đó là các pháp không có gì đứng yên mà nó luôn luôn chuyển. Dạ, nó không đứng yên, chúng ta gọi là hiện tượng vô thường. Và chúng ta thấy cũng rõ ràng rằng các pháp đó, nó không có cái lõi, mà nó chỉ đơn thuần là một cái mớ bung của rất nhiều hiện tượng kết hợp, mà ở trong kinh tự là đúc khá hay là sự rỗng không hay là rỗng tuếch. Dạ, chỉ đúc khá chúng ta thì dịch là vô ngã. Và điều thứ ba là rõ ràng trong sự tương tác của các hiện tượng này đó, thì không có ai làm chủ độc quyền hết. Thì trong ba trọng điểm đó thì cái nào là cái quan trọng, cái nào là cái trọng tâm mà chúng ta nên lưu ý? Xin kính thỉnh thượng tọa Hợp Tịch. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Qua cái bài kinh hôm nay nội gọi là bài kinh 66 thì nói đến căn cảnh và trần, thì có thể nói rằng là mỗi con người của chúng ta, mỗi chúng sinh của chúng ta được hình thành, được kết hợp bởi các cái thành phần gồm lại danh và sắc, hay là ngũ quẩn. Và sự thật ra thì danh sắc ngũ quẩn gì đó thì cái đó cũng chỉ là một pháp, là pháp hữu vi mà thôi, tức là nó có cái điều kiện để tạo tác rồi hình thành rồi biến hoại, chứ không bao giờ mà nó bền vững. Và do nó có biến hoại đó thì nó có thay đổi, đó là cái định luật tự nhiên ở trong cái cuộc đời này. Chúng ta để ý rằng là thân và tâm của mình nó cũng là thay đổi, biến đổi, biến dịch ở trong cái mỗi cái pháp thân và tâm.
Như vậy thì cái con người của mình nó sở dĩ là bị khổ đau đó là do mình chấp trước, ái chấp ở trong đó, ở trong cái ngũ quẩn. Bởi vì cái hiện tượng mà chúng ta có trên cuộc đời này đó là ngũ quẩn. Và khi mà có ngũ quẩn là bắt nguồn từ ở cái tham ái ngã chấp mà ra mà thôi. Vì vậy cho nên là cái mà Đức Phật ngày dạy đó là về 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 vô thường biến đổi đó, thì điều đó nó là nếu như một người mà nhìn bằng cái và cái thực thể ở trong cái mỗi chúng sinh đó, thì mình mới thấy rõ rằng cái sự biến đổi đó nó đang diễn ra ở trong mỗi mỗi lúc mỗi nơi, cả thân và tâm của mình. Cho nên nếu như một người mà nhìn cái vô thường, cái biến đổi đó, bởi vì chính cái không đứng yên, chính những cái hiện trạng đó nó có mặt, nó hiện khởi rồi nó biến đổi đó, cho nên là khiến cho người ta phải phải khổ, khiến người ta phải khổ vì cái ngã chấp. Cho nên là mình thấy rõ rằng là chính bao nhiêu cái khổ mà nó diễn ra ở trong cuộc đời này từ ở cái ái luyến ngã chấp mà ra. Một người nói một điều đó là mình nịch ái với cái tấm thân của mình thì đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà chính cái sự nịch ái đó là khiến cho mình biết bao nhiêu cái sự khổ. Bởi vì mình nói là cái tôi buồn, tôi vui, hay là tôi như thế này, tôi nọ, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi cảm giác gì đó. Thì cái mình suy nghĩ là đều có cái ngã chấp ở trong hết. Và do có cái ngã chấp cho nên là khiến cho mình là nghĩ cái gì đó nó bền chặt, bền chặt. Sự thật ra thì không có cái gì mà bền chặt. Không có cái gì mà vững vàng được hết á, bởi vì nó luôn luôn thay đổi mà, luôn luôn trôi chảy mà, thân và tâm nó cũng luôn luôn trôi sanh diệt, diệt sanh diệt, nó cứ liên tục như vậy. Và do cái sự sanh diệt liên tục như vậy cho nên là con người ta phải cái khổ, nó có cái khổ ở trong đời sống hiện tại này là gì, là biết bao nhiêu cái sự bức bách, bao nhiêu cái sự hụt hẫng ở trong cuộc đời này mình phải chịu lấy. Do đó là con người ta có cái khổ. Cái khổ nữa là do quá khứ tạo nên, bây giờ là chính do cái nịch ái ở trong quá khứ, và do cái ái nhiễm ở trong quá khứ, cho nên là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này. Rồi có thân thì chúng ta có già, có bệnh, có tật, rồi có bất tội nguyện ở trong cuộc đời này. Cho nên nó nhiều thứ lắm, khiến cho người ta khổ. Và nhìn lại trong cái tấm thân của mình á, thì như trong kinh Phật dạy đó, thì ở đây đó thì cái gì cũng vậy, nó không bao giờ mà nó một mình nó độc lập, không có một mình độc lập. Bởi vì nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng có một cái linh hồn, có một cái tôi, hay là có một cái gì đó là nó trường cửu, nó chỉ chẳng qua thay đổi là chết đời này rồi là cái đó nó tái hiện lại tiếp tục nữa, người ta gọi là linh hồn hay là cái gì đó. Thì mình nghĩ rằng có cái đó đó nó trường tồn, nhưng mà không có cái gì ấy. Bởi vì nếu mà cái tâm của mình tri giác được các cảnh, ngay cả cảnh pháp đi nữa, mà cái tâm mình biết ấy, thì nó cũng phải có nhiều cái yếu tố hợp thành mới thành nên cái sự tri giác, cái sự biết được của tâm mình đó. Rồi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, không có bao giờ mà nó một mình đơn thuần hay là độc lập được, mà nó có nhiều cái thành phần gom lại
gom lại và nói có thể là nó giống như là một cái bông súng, hay là nó giống như là một cái bọt nước để nó không bao giờ mà nó bền vững, nó không bao giờ bền vững. Và do đó, đó là nếu như một người tu tập thì thấy rõ rằng trong cái thấy của mình, cái nghe của mình, ngửi nếm đụng suy tư của mình, thì cái đó nó cũng chỉ là cái tập hợp lại các cái thành phần. Bởi vì nếu như một người mà không có cái tâm thức, dù là có cái cảnh pháp thì mình cũng không có tri được cái việc đó, không có biết được việc đó. Rồi mắt thấy cũng vậy, phải có cảnh sắc, rồi phải có con mắt, rồi phải có tâm nương gá vào ở trong nhãn thức, thì nhãn tâm nương gá vào ở trong con mắt thì mới có thể thấy được cảnh sắc. Thì mình thấy rằng các cái thành phần gom lại bây giờ là trong một cái diễn trình tâm thì chắc chắn là có bảy cái tâm sở là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Thì những cái tâm sở đó nó kết hợp nên thành cái tâm lý, cái tâm của mình, để mà mình tri giác được cảnh thì không bao giờ mà nó lại là đơn thuần được. Vì do rằng là nó không đơn thuần cho nên là nó là vô ngã, và vô ngã. Cho nên nếu như một người mà có tu tập thì mình mới thấy rằng là một người mà có chánh niệm tỉnh giác trên phương diện mà tu thiền quán thì người đó họ mới thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm. Mà nếu như mà mình không có chánh niệm thì mình không thấy được cái việc đó. Rồi là từ ở cái việc mà chánh niệm tỉnh giác đó nó được vững vàng đó, lớn mạnh và vững vàng rồi đó, thì tuệ mới phát sanh, mới thấy rõ được, rồi đoạn tận được cái ngã chấp, đoạn tận được cái ái luyến, thì người đó mới đạt được cái sự giải thoát. Bởi vì mình hiểu là ba cái nền tảng gọi là khổ vô thường, khổ vô ngã đó, thì điều đó Đức Phật ngày dạy mình nhìn lại đó, thì tất cả các pháp hữu vi này nó là như vậy. Pháp hữu vi này là như vậy, thì trong đó có sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp mình nói là ở trong nội thân của mình, hoặc là sắc pháp từ ở bên ngoài. Thì bây giờ nói sắc pháp ở trong nội thân của mình thì nó cũng biến hoại, nó cũng biến hoại. Rồi cái danh pháp ở trong tâm của mình nó cũng thay đổi, cho nên nó cũng là cái mệnh đề để cho một vị hành giả tu tập mà thôi, để cho một vị hành giả tu tập. Và cái căn nguyên mà để cho mình bị khổ đau đó là do cái ngã chấp, do cái ái luyến mà ra. Do cái ngã chấp ái luyến cho nên mình khổ, do cái ngã chấp ái luyến cho nên khiến cho mình phải bị luân hồi đời này tiếp diễn tới đời sau. Rồi hả, có tiếp diễn đời này đời sau thì có cái sự khổ ở trong cuộc đời này. Rồi, như vậy thì một người mà tu tập là mình nhìn lại chính mình, tức là mình quán chiếu chính mình, thấy được pháp hữu vi này, thân và tâm này nó vốn là không có đứng yên, không có đứng yên, và luôn luôn có cái sự bức bách khổ đau khi có thân và tâm này. Rồi là thấy được các cái pháp này vốn rỗng không, không có cái gì mà duy nhất được, không có cái gì nhất, và không có cái gì mà bền vững trong đó. Do đó là sự kết hợp, sự hội tụ của các cái thành phần lại mới thành được cái gọi là con người này, cái gọi là chúng sinh này, hay trong kinh gọi đó là ngũ uẩn. Cho nên nói tu ở trong Phật pháp là có nghĩa là nhìn lại chính cái nội thân, nội tâm của mình, tức là danh và sắc của mình, là cái điều mà cần phải suy xét, cần phải quán chiếu, cần phải đến một lúc nào đó thì mình mới có thể rằng
giảm trừ được cái ngã chấp, đoạn trừ được cái ngã chấp, thì mình mới đạt được cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Thì con xin có cái ý để chia sẻ câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú cái trường thượng tọa pháp tân, thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không vậy? Nếu thượng tọa tuệ quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa quan nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tuệ quyền, dạ vâng. Thượng tọa tuệ quyền, đa số chúng sanh, mình nói hầu như tất cả chúng sanh đều rất là sợ khi khám phá ra không có cái chân ngã, không có ngã thực sự ở năm cụm, mà tất cả chỉ là hiện tượng tương tác với nhau thôi. Thì cái sự hụt hẫng đó, sự chơi vơi đó có đáng sợ không? Hay là cái khổ luyện vì chấp ngã nó đáng sợ hơn? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa thượng nhân. Nam mô Bụt Tha, Ya Nam mô Tham Ma, Ya Nam mô Sanh Khai, giờ đây chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, chúng ta Pháp Đăng, ta Pháp Tân, ta Minh Hạnh, đến từ tri, từ Đức Sư Huy Thông cũng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cũng chư Phật tử. Và quả thật nếu như một người mà sau khi mà hiểu biết được, thấy được, quả thật trong năm quẩn không thấy có một cái sự thật, một cái chân ngã đó, có một cái sự hằng hữu nó tốt đẹp như mà họ hằng mong muốn như vậy, thì cái điều làm họ hụt hẫng thì cái điều này nó không tai hại bằng một người chấp ngủ mà cho rằng mình như thế thì mình sẽ như thế này thế kia. Bởi vì khi họ có nhận ra chân sự thật đó thì dĩ nhiên thì đầu tiên chúng ta thấy thì ra nó là như thế, thì từ chỗ đó họ mới xả ly, họ mới buông bỏ được. Thì quả thật nếu như mà một người nó nói với cái nhìn, với cái nhìn mà sự thật, họ biết rằng năm quẩn sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này là như thế, là giả tạm, là tạm bợ, là không thật, là không phải của ta, bằng cái nhìn đó thì cái nhìn đúng đắn và cái nhìn tu tập. Ngược lại nó có một cái chuyện này mà chúng ta cũng phải nhớ là cũng như thân của họ, danh vọng, tình cảm, tâm tư, sự nghiệp của chính họ bỗng nó mất đi thì phải nói rằng họ không chấp nhận, họ không chấp nhận cái mất đó. Và từ cái chỗ không chấp nhận cái mất đó, họ cũng không hiểu được cái sự tạm bợ, cái sự rãnh. Đây chính là một cái điều khổ hơn đó, chính là thế là họ không hiểu được cái lý mà nó vô ngã đó. Và thế là họ đưa đến họ đau khổ, đưa đến họ điên loạn, thì đây là một cái điều nguy hiểm. Để chúng ta biết quả thật thì trước sau gì cái chấp ngã chấp hữu nó cũng là một cái điều đau đớn cho chúng ta ngay trong hiện tại này cũng như ở kiếp nay sinh. Bởi vì sự thật trong cuộc đời không có việc gì, không có chuyện gì mà nó sự thật hiện hữu xung quanh ta mãi. Không có chuyện gì mà trong cuộc đời này mà thấy nghe ngửi nếm đụng mà chúng ta nhớ ý, hoặc là chúng ta sẽ gìn giữ nó mãi mãi. Tất cả các pháp đó nó đều vô thường, cho đến sắc thọ tưởng hành thức quẩn này chỉ là một khối đóng được phối hợp và cùng chung, và cuối cùng rồi thì cũng đường ai nấy đi, nó cũng sẽ là tan rã ra thôi, không thể, chứ không có một cái sự thật. Thì nếu như một người nào đó hiểu biết được rõ các pháp hành nó là vô thường, các pháp hành nó là khổ não, các pháp hành nó là vô ngã, các pháp nó là vô ngã, thời người đó biết buông bỏ, biết xả ly, biết không có chấp thủ, thì đây là một điều hết sức tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái
cái sự tu tập không có một cái sự quán xét một cách chính xác, một cách ổn định tốt đẹp thì thời chúng ta rất là đau khổ. Cho nên nếu như một người mà trong hai hiện tượng không tìm ra cái chân ngã, trong cả hai hiện tượng của vật chất hay là tâm thức hay năng, thì làm cho chúng ta chơi vơi có bớt khổ lị chấp thủ hay không? Quả thật thì cái điều này đó là chẳng những nếu như mà chúng ta đó có cái ý niệm, sau đó chúng ta nhận thấy thì là một điều tốt, nhưng còn những người sau đó họ không thấy được, và đây là một điều mà chúng ta thường gặp rồi. Có một số người biết được rằng mình chết, tất cả mọi người chết, nhưng họ không chấp nhận cái chết đó. Khi đó đi đến với chính họ là không nói, nhưng điều với người thân họ cũng không chịu. Và rồi họ phải chia lìa sự vật mình họ thương, họ hiểu, họ vừa lòng. Nhưng điều cái sự thật thương yêu vừa lòng đó nó phải ra đi khi cái duyên nó khỏi tụ nó còn nữa. Cho nên hỏi rằng vậy thì hai hiện tượng vật chất hay là tâm thức hay năm uẩn có thể là biết được một cái chân ngã nó vô thường như vậy đó thì có làm cho ta bớt khổ lụy bớt chấp thủ hay không? Thì thầy nói rằng là đây là một điều mà tùy theo cái ý niệm tu tập thôi. Mà thường thì chắc chắn rằng nếu mà chúng ta hiện tượng đó là vật chất hay tâm thức mà năm uẩn đó, mà biết cái chân ngã đó chúng ta cho nó là thật nhưng nó không thật á, bây giờ nó mất đi á thì chúng ta phải khổ lụy. Và nó mất đi như vậy để họ bớt chấp thủ là đúng, nhưng nếu có những người bớt chấp thủ họ buông bỏ, còn những người không buông bỏ, đây là một cái điều mà khổ đau cho chúng sinh. Và cứ như thế, bởi vì họ không buông bỏ được cho nên đời này và đời sau họ luôn luôn cứ bao bọc và che chở chính niệm ở một cái ngã chấp nó như thế. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, con nghĩ rằng đó chính là cái hiện tượng của vật chất hay là tâm thức mà đối với năm uẩn này có làm chúng ta chơi vơi hay là bớt đi khổ lụy vì cái chấp thủ hay không, thì cái đó cũng còn tùy theo ở một cái nhìn của mọi người. Và nếu như người nào có ý niệm tu tập, có cái sự giác ngộ đó, chúng ta tạm gọi giác ngộ thì chúng ta đỡ, còn nếu như không thì họ lại đau khổ nhiều hơn nữa. Thì chính cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu quý vị có muốn tục thì kính chúng ta thương thoại Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Sa thủ kính trưng thương tọa tuệ quyền. Thưa Phật tử, chúng tôi muốn kết luận bài học ngày hôm nay với một điều rằng đây là một bài kinh rất là quan trọng, vô cùng quan trọng đối với người tu Phật. Chúng ta có quá ít thời giờ cho buổi học ngày hôm nay để đi sâu vào những cái khía cạnh quan trọng. Rất là mong là quý Phật tử sẽ dành nhiều thời giờ để đọc lại bài kinh này. Thật ra khi mà chúng ta mới đọc thì chúng ta, nếu một người không quen với thắng pháp Abhidhamma và cũng như không quen với pháp hành thì thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều, và chúng ta dễ dàng bỏ qua tại vì chúng ta nghĩ không quan trọng. Kỳ thật thì nếu mà trong số những bài kinh liên quan đến sự tu tập mà quan trọng thì những bài kinh như kinh Tứ Niệm Xứ hay những bài hay bài kinh này là bài kinh mà chúng ta không thể xem thường, không thể bỏ qua được. Một khi mà chúng ta có thể nhìn vào tự thân của mình gồm có danh và sắc hay thân và tâm, và trong hiện tượng danh sắc đó thì có cái nội phần như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có cái ngoại phần như sắc, thinh, khí, vị, xúc, và chúng ta thấy được cái sự kết hợp tương tác giữa con mắt, cảnh sắc và nhãn thức, nó tạo nên cảm thọ và nó tạo nên những cái hiện tượng khác. Thì bây giờ chúng ta mới hiểu rằng tại sao vạn pháp sanh lên do nhân do duyên, và do duyên mà sanh mà cũng do duyên mà diệt. Ví dụ là bây giờ có lửa cháy là nhờ nhiên liệu, hết nhiên liệu thì không còn lửa nữa. Và chúng ta nói rằng
con mắt thấy sắc, biết một cảnh sắc. Nhưng một khi cái cảnh sắc nó không tồn tại nữa đó, thì nó có sự chi phối nhất định đối với đời sống nội tâm của chúng ta. Là do vì đôi khi chúng ta chợt vui, chợt buồn. Đôi khi đời sống, nhất là có những người nghĩ rằng mình sẽ đi tìm về một trạng thái gọi là ổn định thực sự của đời sống. Ổn định ở đây là nhà cửa cũng có rồi, con cái thì lập thành gia thất, tiền bạc có sẵn vân vân. Nhưng mà vẫn thấy rằng đời sống của mình vẫn bền bồng, vẫn không có hạnh phúc thật sự. Tại vì rất là đơn giản là bản chất cuộc sống là như vậy. Cuộc sống là gì? Cuộc sống nói cho cùng là sự tương tác giữa căn cảnh và thức chỉ vậy thôi. Dạ, giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thinh khí vị xúc pháp, thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác ý thức. Một khi những thứ này nó tương tác với nhau rồi thì thứ vị nó không có nằm yên. Dạ, nó không nằm yên. Cũng như xã hội Hoa Kỳ, chúng ta hôm qua bên Mỹ chúng ta sống có thời nào mà chúng ta thấy rằng cái xã hội này nó phẳng lặng bao giờ đâu. Nó không có chuyện về chính trị, kinh tế, xã hội, thiên tai, bạo lực. Và cuộc sống nó là như vậy. Cái bản chất của cuộc sống nó vốn là như vậy, nó không yên. Cái bầu khí quyển mà chúng ta có đây, nó đôi khi mình thấy trời xanh như vậy chứ, rồi có gió, rồi có mây, rồi có biến hóa khung lường, thì thân và tâm của chúng ta cũng vậy. Tất cả nó đều là một cái thế giới của hiện tượng sanh diệt, dạ, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Có suy nghĩ, có tu tập, nhất là nếu chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta quan sát về hơi thở, chúng ta quan sát về cảm thọ, chúng ta quan sát về nội tâm, quan sát các pháp đó, thì chúng ta thấy rằng càng quan sát chánh niệm càng vững, càng rõ đó, thì sự sanh diệt thấy càng rõ, dạ, danh sắc thấy càng rõ. Tại sao có nhiều vị không biết tại sao tu tứ niệm xứ mà các ngài hay nói về danh sắc, các ngài hay nói về về sanh diệt. Dạ, tại vì sự sanh diệt nó quan trọng lắm. Một cái cảm giác mà chúng ta rất là vui ngày hôm qua, ngày hôm chỉ là dĩ vãng thôi. Dạ, nó chỉ là dĩ vãng thôi. Vui là vui, không có nên vì cái vui đó mà mình làm trời làm đất, mình làm lớn chuyện ra. Mà cái cảm giác giận dữ của mình cũng vậy. Giận dữ của mình nó cũng chỉ là một cảm giác, nó đến rồi đi. Nó không có chuyện gì mà để chúng ta ôm chầm lấy nó, chúng ta bám lấy nó. Cái cảm giác giận này là cảm giác mà mình phải giữ nó lâu dài, không có. Dạ, không có chuyện đó. Nó tất cả mọi thứ nó đều mà đến rồi đi. Dạ, chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như lời trùng hoang không cánh, bươi móc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục, thủ đắc một đời bông bóng vỡ ngàn mây. Chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc sống đi qua, cho dù ngày hôm sau, hôm qua hay là 10 năm về trước đi nữa, tất cả nó chỉ là dòng chảy của sinh diệt hết. Dạ, nếu chúng ta thường thấy như vậy. Và chúng ta đừng quên lời dạy của Đức Phật là ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy được cái dòng chảy của sự sanh diệt đó, tất cả dù là sắc, dù thọ, dù tưởng, dù hình, dù hành, dù thức, dù cái tốt, cái xấu, dù cái vui, cái buồn, dù cái binh, cái dục, tất cả đều là vô thường, tất cả đều sanh diệt, mà thấy được cái đó đó, thì sống một ngày nó cũng đáng hơn là chúng ta sống 100 năm. Và lời dạy đó không đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Cũng như bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi tiếc là chúng ta không còn kỳ giờ nữa, nhưng mà rất mong quý Phật tử sẽ đọc đi, đọc lại bài kinh này, tìm ở đó những điều mà Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo. Không phải là vì Ngài nghĩ rằng Ngài dạy cho có dạy đâu, mà đây là những lời dạy rất là thiết thực cho sự hành trì cũng như là học hiểu giáo pháp. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Triền Chư Tôn Đức đã vào rung được thuyết giảng. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có bài học về Thắng Pháp, nói về diễn trình tâm, cận tử và tục sinh. Một bài học rất là thú vị. Kính đến lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai.